Đây là cái bánh bông lan mà mình vừa nướng xong nè. Nướng bằng nồi chảo bình thường đó. Rất là thơm luôn. Cái bánh có độ đàn hồi khá là tốt. Và bánh vẫn xốp mềm. Thì cái chị nào không có lò nướng thì cùng xem cái cách làm bánh bông lan nướng bằng nồi chảo bình thường này nha. Để làm bánh bông lan nướng trong nồi hoặc là hấp cũng được nữa ha. Thì mình dùng đây là 4 quả trứng và một chén bột mì, 1/3 chén dầu ăn, thêm 1/3 chén đường, 1/8 chén sữa và nửa muỗng cà phê giấm và thêm 1 muỗng cà phê vani. Thì cái phần nguyên liệu chính là như vậy đã xong rồi. Thì lúc nữa có một số nguyên liệu phụ thì lát mình chia sẻ sau ha. Khuôn thì mình thoa dầu lên để cho cái khuôn mình nó không có bị dính bánh đó. Thoa dầu xong thì mình sẽ lấy cái giấy nến nè, mình lót dưới cái đáy khuôn khi mình nướng nó đỡ bị khét ha. Rồi mình sẽ làm nóng cái khuôn lên trước khoảng 5 phút. Thì mình dùng cái đầu lót cái khuôn dưới này khoảng 1 sen đó. Cái dụng cụ hoặc là mấy cái đầu hấp cũng được nữa các anh chị ha. Cao chiều cao khoảng 1 sen là được, hoặc là mấy cái chén nước chấm cũng được nữa. Rồi mình cho nước vào nồi nha. Thì với cái lượng nước này thì các anh chị đổ ngập khoảng là 0.5 cho đến 0.7 sen của cái nồi đó, chiều cao của nước á. Rồi mình đậy nắp lại, mình làm nóng khuôn khoảng 5 đến 10 phút ha. Trứng thì mình sử dụng là 4 trứng vừa hoặc là trứng lớn các anh chị nha. Nếu mà trứng nhỏ thì sử dụng 5 trứng cũng được. Thì đây mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ ra riêng. Thì 4 trứng này của mình là 260 g tính luôn cả vỏ đó. Lòng trắng trứng thì các anh chị đánh tổng thời gian là sẽ 5 phút ha. Và khi mình đánh lòng trắng thì cái thao và cũng như dụng cụ là không dính nước và lòng trắng không có dính lòng đỏ vào trong ha. Mình đánh lòng trắng trứng ở tốc độ là số 4 hoặc là số 5 ha. Thì tùy theo cái công suất máy. Nếu mà công suất máy mà nhỏ khoảng 200 thì các anh chị đánh số 5 giùm em. Mình đánh vài giây cho cái bột nó nổi to lên nè ha. To lên như vậy rồi. Thì mình cho nửa muỗng cà phê giấm vào trong này. Tiếp tục mình đánh cho cái bột nó mịn lại khoảng 30 giây ha. Khi mình đánh tầm khoảng 30 giây thì các anh chị quan sát vào trong cái thau nè. Thấy cái bột nhỏ và mịn trắng lại nè. Đó, nó mịn nó trắng như vậy là được. Rồi bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho đường vào. Đường thì mình sử dụng ở đây là 100 g đường. Thì đường này mình chia ra 3 lần cho vào trong lòng trắng này ha. Các anh chị đừng có cho đường vào cùng một lúc nha. Nếu mình cho đường vào cùng một lúc khi mình đánh lòng trắng trứng nó độ bong nó không có tốt, nó bong rất là ít luôn á. Vì vậy các anh chị chia ra thành nhiều lần cho đường vào, hoặc là mình cho từ 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 từng ít một cho đều 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 hoài, vừa cho vừa đánh cũng được nữa ha. Và cái cách đánh lòng trắng trứng cũng rất là quan trọng luôn. Thì để bánh không bị xẹp thì các anh chị cho cái que này đánh vòng theo một vòng tròn một chiều thôi. Mình nên đánh theo một vòng tròn và di chuyển cái que đánh từ trên cao, mình di chuyển tròn xuống khi nó chạm cái đáy. Bắt đầu từ đáy mình di chuyển hai cái que này theo vòng tròn và lên trên mặt trứng, và tiếp tục như vậy các anh chị đánh tiếp giùm em. Thời gian đánh của cái lòng trắng trứng này là từ 4 đến 5 phút. Nếu máy công suất mà 300 thì đánh khoảng 4 phút, mà máy công suất 200 thì đánh 5 phút nha.
Bắt đầu mình thấy lòng trắng trứng mịn và đánh ở bên trên nó dợn sóng nhiều rồi. Mình dở que lên và mình thấy nó lên chớp này nè. Nó lên chớp như vậy là được. Và khi mình úp cái thao xuống, nghiêng cái thao xuống, nó không có chảy. Và cảm nhận cái lòng trắng trứng nó dẻo, nó mịn. Như vậy là được rồi. Rồi bây giờ giai đoạn này là đánh trộn. Thì mình sẽ đánh tốc độ số 1, cho lòng đỏ vào xong đánh đều lên, là tiếp tục mình cho thêm cái lòng đỏ vào nữa. Thì giai đoạn đánh trộn này các anh chị đánh thật nhanh thôi, trong vòng 1 đến 2 phút cho tất cả những cái nguyên liệu cho vào trong này luôn nha. Rồi tiếp tục mình cho vani vào luôn, 1 muỗng cà phê vani và 40g sữa tươi không đường. Mình trộn đều xong mình cho dầu ăn vào luôn, là 80g dầu ăn. Và tiếp tục là bột, mình cho nửa muỗng cà phê bột nở vào trong cái bột mì các anh chị nha. Thì bột mì để bánh mềm hơn thì các anh chị sử dụng bột mì số 8. Ở đây em sử dụng bột mì đa dụng ha. Thì mình trộn giữ nguyên cái tốc độ số 1, mình trộn cho bột thật là đều lên ha. Rồi mình trộn thật là nhanh, khi thấy bột đều như vậy là được rồi. Nó đều một màu là được rồi đó. Rồi mình dùng cái cây vét này mình hắt bột từ dưới hắt lên, và mình không thấy còn cái lòng trắng trứng nữa, nó đều một màu như vậy là được rồi. Các anh chị đừng có để mà nó còn lòng trắng trứng mà nó còn trắng tinh luôn á, nghĩa là chỗ trắng chỗ vàng, thì cái chỗ của lòng trắng nó không có bột, một lúc nữa cái bánh mình sẽ bị sẹp, là do cái lòng trắng không được trộn bột đó, không được trộn đều trong lòng đỏ và các nguyên liệu khác. Rồi mình đổ bột từ từ và đổ từ trên cao đổ xuống nha. Ở đây mình đổ hơi thấp, các anh chị ở nhà các anh chị dưa cao cao lên, các anh chị đổ xuống từ từ giùm em. Và mình cho cái khuôn vào trong nồi và mình đậy cái bạt lên trên, để khi mình nướng có cái hơi nước đó, nó không rớt xuống mặt bánh thì bánh không có bị xẹp. Và mình mở lửa là nhiệt độ 130. Thì các anh chị nướng bằng lò ga thì mở lửa nhỏ nhỏ thôi, là mở cái lượng lửa bằng 1/3 cái lượng lửa các anh chị có. Và mình để đây mình không mở nắp ha. Và mình nướng 1 tiếng đồng hồ luôn nha. Rồi khi mình nướng được 30 phút thì các anh chị quan sát vào trong cái nồi. Cái nồi nó hết nước rồi, nó cạn nước rồi đó. Là bây giờ chuyển qua giai đoạn nướng. Thì bây giờ mình giảm lửa xuống còn nhiệt độ 100. Thì nhiệt độ 100 là đối với bếp ga thì là lửa nhỏ nhỏ đó. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ để cái nồi này, mình sẽ nướng ở đây thêm 30 phút nữa, để cho nó đúng 1 tiếng rồi mình mới tắt bếp nha. Bánh nãy giờ mình nướng đã đủ 1 tiếng rồi. Đó, mình mở ra nè, rất là nóng luôn các anh chị nha. Các anh chị ở đây em sử dụng nồi nồi chống dính, các anh chị sử dụng nồi gang nướng còn tốt hơn nữa. Đó các anh chị ơi, cái mặt bánh nó bị dính cái giấy bạc, nó hơi bị rổ ở trên nè, nó không được đẹp cho lắm ha. Các anh chị khi mở cái nắp ra cẩn thận đó. Đó, bánh chín rồi. Dọng vài cái để khi mình lấy bánh ra nó dễ dàng hơn đó. Cái nồi nướng nè, cái nồi khi các anh chị nướng các anh chị cũng thấy nó hơi đen đen nhẹ như vậy, khi anh chị ngâm nước nó ra sạch thế là các anh chị không có sợ cái nồi nó bị đen đâu ha. Đó, các anh chị gõ cái đít khuôn, gõ cái đít chứ đừng cứ gõ cái vành của cái khuôn đó, bị méo nha.
bánh đẹp chưa nè các anh chị ơi. Thì cái bánh nướng bằng nồi thì nó không có vàng đều giống như là cái bánh nướng bằng lò điện đâu các anh chị nha. Với cái cách làm cũng như cái công thức bánh này, các anh chị hoàn toàn có thể áp dụng để hấp luôn nha. Nhưng mà nướng thì nó sẽ thơm hơn là hấp đó. Đó, nhìn ngon ghê ha. Bánh nướng xong còn nóng, anh chị đè xuống mà độ đàn hồi nó tốt như vậy là khi mình cắt bánh ra, bánh nó sẽ nở tốt và nó không bị chai đâu ha. Cái bánh nướng trong nồi, trong chảo, các anh chị có chảo to các anh chị nướng cũng được bình thường ha. Không cần nhất thiết là phải cái nồi, nhưng mà to hơn cái khuôn là được. Này, cái bánh nhìn nè, mình đổ bột từ thấp xuống á, nó nhiều bột khí và đàn hồi rất là tốt luôn ha. Và cái bánh thơm lắm các anh chị, thơm như các anh chị nướng như nồi nướng, nhưng mà nó chỉ vàng đều ba mặt thôi, chứ cái mặt trên thì nó không vàng đều ha. Và bây giờ mình cắt nhỏ ra nha. Và với cái độ nở của cái bánh nướng bằng nồi, bằng chảo thì nó không có cao bằng lò nướng, nhưng mà cái bánh cũng khá là mềm ha. Đó, mình xé ra nè. Bánh xốp ngon ghê chưa luôn nè các anh chị, còn nóng hổi luôn ha. Mềm nè, đó, thơm lắm. Khi mình nướng như vậy mới, cái bánh mà mới ra gì còn nóng thì nó sẽ nghe mùi trứng một tí xíu. Nhưng để nó không bị cái mùi trứng đó, các anh chị để cho nó nguội, cho nó bay cái hơi này đi, bay hết cái hơi nóng này đi. Thì khi nó nguội cái bánh thơm, mùi bánh nướng không có mùi trứng đâu. Các anh chị yên tâm làm thử ha. Thì với công thức này của em, các anh chị có thể nướng bằng nồi, bằng chảo bình thường, miễn sao cái nồi, cái chảo mình to hơn cái khuôn là được. Và mình lấy cái gì đó mình lót dưới đáy khuôn tầm khoảng 1 cm, sau đó mình cho nước vào tầm khoảng 0.5 đến 0.7 cm là được. Đó, như vậy là các anh chị cứ yên tâm, không có lò nướng vẫn làm được cái món bánh bông lan thật là ngon cho gia đình nha. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau nha.